Kim vừa bỏ sang Hàn giữa bão tin đồn bị vợ cắm sừng, Minh Hằng lập tức treo status xin cười nhẹ. Dòng trạng thái này của Minh Hằng nhanh chóng nhận được nhiều sự chú ý từ phía khán giả. Giữa lùm xùm lộ ảnh thân mật quá mức của bà xã và diễn viên Bình Minh, thì mới đây, Tim Đạn bất ngờ bay sang Hàn Quốc công tác để Trương Quỳnh Anh ở nhà đối diện với dư luận. Người đại diện của nam ca sĩ cho hay anh sẽ biểu diễn trong một cuộc thi hoa hậu ở đây, đồng thời Tim cũng là thành viên của ban tổ chức. Đại diện truyền thông của Tim cho biết, nam ca sĩ muốn tập trung cho công việc, không bình luận về vụ ồn ào tình cảm giữa Bình Minh và Trương Quỳnh Anh. Trong khi cộng đồng mạng xôn xao vì loạt ảnh tình cảm của Trương Quỳnh Anh và Bình Minh, thì nam diễn viên đã lên tiếng phủ nhận và coi đó là hình hậu trường khi cả hai quay chung phim. Còn về phía Tim và Trương Quỳnh Anh, cả hai vẫn từ chối trả lời về ồn ào vừa qua. Cuộc sống vợ chồng nam ca sĩ dường như không hề bị ảnh hưởng bởi scandal. Tim đem khẩu trang che kín mặt khi xuất hiện tại sân bay. Trong khi Tim vừa bỏ sang Hàn Quốc giữa bão tin đồn bị vợ cắm sừng, thì Minh Hằng lập tức treo status lạ lên trang cá nhân. Nữ ca sĩ chia sẻ rằng cho xin cười nhẹ một cái nà. Nhiều người cho rằng dòng trạng thái của Minh Hằng là đang ám chỉ chuyện ồn ào gần đây của Tim và Trương Quỳnh Anh. Trước đây Minh Hằng và Tim đã từng trải qua một đoạn tình cảm với nhau, tuy nhiên vì một số nguyên nhân mà cả hai đã đường ai nấy đi và cạch mặt nhau. Sau khi chia tay Minh Hằng, Tim đã đến với Trương Quỳnh Anh, cả hai đã có chung với nhau cậu con trai Khấu Khỉnh. Giữa những ồn ào và bàn tán về scandal của vợ, Tim ngầm khẳng định vẫn yêu vợ lên trang cá nhân. 1.000 năm sau anh vẫn như vậy, quan trọng gì nhân tình thế thái khi trong tim anh vẫn còn có em, Tim viết. Con trai con gái Lê Giang Duy Phương lên tiếng, quý vị ơi đừng ghét ba tôi. Sau chương trình so ánh hào quang về cuộc đời của nghệ sĩ Lê Giang, con trai con gái cô là Duy Phước và Lê Lộc đã lên tiếng bảo vệ cha mình. Vừa qua, so ánh hào quang tập 10 đã lần dở những sai lầm và tủi nhục của nghệ sĩ Lê Giang trong quá khứ. Dìm thân trong bạo hành đau đớn, Lê Giang quyết định sẽ kết thúc cuộc hôn nhân, không bắt nguồn từ tình yêu và không chịu được bạo hành cùng Duy Phương. Sau khi chương trình được phát sóng, nhiều ý kiến trái chiều từ cư dân mạng đã nổi lên. Phần đông dư luận đứng về phía Lê Giang và chỉ trích Duy Phương về những hành động sai lầm của ông trong quá khứ. Trước sóng gió dư luận đang đổ dồn về phía cha, Duy Phước, cậu con trai của Lê Giang và Duy Phương đã lên tiếng bảo vệ cha lên trang cá nhân. Quá khứ đã khép lại, Duy Phước cho biết anh đã lường trước được việc sau khi chương trình phát sóng, ba sẽ nhận được cơn mưa chỉ trích từ phía dư luận. Nói về cuộc tình đầy trắc trở của bố mẹ mình, Duy Phước cho biết tất cả đã là quá khứ, hiện tại anh hy vọng mọi người hãy để quá khứ ấy được khép lại. Trước khi phát sóng talk show sau ánh hào quang, tôi biết sau chương trình này, mẹ tôi sẽ được khán giả thương mến nhiều hơn và ngược lại sẽ có những ý kiến bình luận trái chiều về ba tôi. Tiêu chí của một chương trình thực tế là sự chân thật. Câu chuyện mẹ tôi kể đó là những kỷ niệm và những khó khăn đã trải qua trong cuộc sống. Tất cả đã là quá khứ và quá khứ ấy đã khép lại từ lâu lắm. Không ai muốn đem kỷ niệm không vui chia sẻ cả. Nhưng có lẽ đây là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng mẹ tôi tâm sự về câu chuyện này. Quý vị khán giả thân mến, mỗi gia đình sẽ có một câu chuyện, mỗi nhà sẽ có một hoàn cảnh, mỗi người sẽ có một tính cách. Nghệ sĩ cũng là những con người và nghệ sĩ cũng sẽ có những góc khuất đầy nước mắt. Không ai nói trước được điều gì sẽ xảy ra trong cuộc đời mình. Tôi hy vọng quý vị hãy hiểu và hãy thương cảm nhiều hơn. Quý vị ơi đừng ghét ba tôi. Nhắc đến ba và quãng thời gian danh hài sống cảnh gà trống nuôi con, Duy Phước xúc động. Khi nhỏ tôi thiếu tình cảm của mẹ nhưng vẫn hạnh phúc vì còn ba. Ba tôi cho tôi rất cả, thời gian tôi cũng khôn lớn nhờ ba và hình hài bây giờ đã biết tự mưu sinh và được khán giả gần xa đón nhận. Tôi cảm thấy mình may mắn, tự hào lắm vì ba tôi có thể dạy dỗ và chăm sóc để hai anh em tôi được nên người. Không những vậy, Duy Phước còn khẳng định mẹ con tôi không hận thù ba, không oán trách ba. Anh cũng nhắn nhủ đến người hâm mộ, hãy nhìn cuộc đời của người nghệ sĩ bằng sự đồng cảm. Quý vị hãy bến mộ ba mẹ tôi bằng những nụ cười, niềm vui mà ba mẹ đã dành cho mọi người, Duy Phước viết. Không chỉ Duy Phước, Lê Lộc cũng lên tiếng lên trang cá nhân, mong khán giả đừng lên án ba Duy Phương, cũng đừng trách móc mẹ Lê Giang. Bởi cô hiểu sẽ chẳng bao giờ hết đau lòng, vì bây giờ cha sống không sung sướng. Cô thừa nhận hiện tại cô không bên cha và cũng không bên mẹ, đó là quá khứ. Có thể mẹ đau đớn vì những trận đòn, có thể cha là người nóng tính.
có người đúng và có người sai, nhưng mọi chuyện đều có nguyên nhân, con gái Lê Giang tâm sự. Màn song ca thảm họa phá nát hit Hương Tràm của Thu Trang, Diệu Nhi tại đám cưới Vinh Râu. Màn song ca Em Gái Mưa của Thu Trang và Diệu Nhi lạc tông, ngang phè, khiến những khách mời trong bữa tiệc được fan cười vỡ bụng. Không chỉ là nữ danh hài nổi tiếng phía Nam, Hoa hậu hài Thu Trang còn là người đam mê hát hò. Dù không sở hữu giọng ca trời phú, nhưng bù lại, nữ danh hài không ngần ngại khoe giọng hát thảm họa mọi lúc mọi nơi. Trước đó, trong một cuộc trò chuyện với khán giả khi đi ăn vặt, Thu Trang quyết định gửi tặng tới người hâm mộ bản hit đình đám của Bảo Anh, Sống Xa Anh Chẳng Dễ Dàng. Tuy nhiên, chỉ ít phút sau đó, Hoa hậu hài tản tò vì bị ông xã chơi khăm. Mới đây, Thu Trang cùng Diệu Nhi tiếp tục gây náo loạn khi thể hiện tài năng ca hát có 102 tại đám cưới Vinh Râu Lương Minh Trang. Theo đó, vào chiều 4 tháng 12, Thu Trang Diệu Nhi đã hợp sức dành tặng cặp tương lan tương nương hai ca khúc Em Gái Mưa và Duyên Phận. Mặc dù nhiều lần được thưởng thức giọng ca phá game của Trang Nhi, nhưng trong ngày trọng đại của bản thân, Kiều Minh Tuấn và bạn bè vẫn hết lòng cổ vũ cho cặp ca sĩ bất đắc dĩ. Hăng hái mở màn với ca khúc Em Gái Mưa, ngay từ nút nhạc đầu tiên, Thu Trang Diệu Nhi đã khiến khán giả trong buổi tiệc bò lăn bò cười vì chất giọng ngang phè, lệch tông lạc nhịp, không theo bất cứ khuôn khổ nào. Chưa kể vì không thuộc lời, cả hai còn phải nhận sự trợ giúp từ điện thoại để hoàn thành phần ca hát. Dù biểu cảm hài hước đến thế nào, cặp song ca cũng không bù lại nổi giọng hát. Nhạc một đằng, lời một nẻo, dường như biết rõ khả năng ca hát của Hoa hậu hài và Diệu Nhi, nên chỉ cần có một đoạn đúng tông, Kiều Minh Tuấn cùng bạn bè hò hét ủng hộ và dành những tràng pháo tay nồng nhiệt, cổ vũ tinh thần cho cặp ca sĩ bất đắc dĩ. Kết thúc ca khúc đầu tiên, Diệu Nhi tản tò thừa nhận Em Gái Mưa không phải sở trường của hai chị em, mà sở trường là nhạc bolero. Ngay sau đó, cả hai tiếp tục gửi đến khách mời tại hội trường ca khúc tủ Duyên Phận. Có lẽ do nhiều lần thể hiện ca khúc này, nên so với ca khúc Em Gái Mưa, Duyên Phận được Diệu Nhi Thu Trang thể hiện khá suôn sẻ. Duy Phương, tôi là người chứ đâu phải là súc vật mà đánh đập ném Lê Giang xuống đất. Danh hài Duy Phương khẳng định mình không làm những gì mà Lê Giang vừa kể trên sóng truyền hình. Lê Giang được mọi người yêu mến với hình ảnh một cô diễn viên hài có nhan sắc xinh đẹp quyến rũ. Dù đã ở độ tuổi gần 50, với một chất giọng cao, giọng khỏe bẩm sinh, cô đã trở thành đào chính tại các gánh hát tỉnh khi mới 15 tuổi. Năm 1992, cô kết hôn với nghệ sĩ Duy Phương. Khi ấy anh đã 36 tuổi, từng trải qua một đời vợ. Còn Lê Giang chỉ vừa 18 trăng tròn. Tuy nhiên, hôn nhân của họ tan vỡ sau đó vì những trận đòn khủng khiếp của Duy Phương. Mới đây, trên sóng truyền hình, Lê Giang đã có dịp nhắc lại chuyện quá khứ, đặc biệt là chuyện của cô và chồng cũ. Theo đó, Lê Giang từng bị chồng đánh rất nhiều lần, có khi đánh từ trên cầu thang đánh xuống. Nguyên nhân được biết là vì Duy Phương quá ghen. Khi ly hôn, cô để hai con cho chồng nuôi vì không đủ kinh tế. Sau đó, nữ nghệ sĩ đã từng bị con từ chối nhận mẹ vì những hiểu lầm trong quá khứ. Khi chương trình phát sóng vừa xong, rất nhiều khán giả lại tỏ vẻ không hài lòng và chỉ trích Duy Phương khá nhiều. Mọi người cho rằng nam diễn viên hài đã quá bạo lực với chính vợ của mình. Trước những ồn ào đó, Duy Phương đã quyết định lên tiếng. Anh khẳng định mình không đánh đập Lê Giang như những gì mà cô vừa kể với khán giả. Duy Phương bộc bạch, tôi là người chứ đâu phải là súc vật hay con thú đâu mà đánh đập hành hạ ném vợ xuống cầu thang, tôi không làm điều đó. Duy Phương cũng nhắc lại vì sao anh lấy Lê Giang làm vợ. Theo lời Duy Phương kể, anh thương xót với hoàn cảnh nghèo khổ của Lê Giang lúc đó và không cầm được lòng nên đã cố gắng mọi cách xoay sở để lo lắng cho người phụ nữ này và gia đình cô. Những điều này Lê Giang không hề kể trên sóng truyền hình. Duy Phương khóc khá nhiều khi nhắc đến những chuyện không hay này. Qua sự việc này, Duy Phước và Lê Lộc cũng đã lên tiếng, mong mọi người đừng thêm chỉ trích ba mẹ của mình nữa, vì đó là chuyện quá khứ và bây giờ ai cũng có cuộc sống riêng. Phi Thanh Vân trả lời ứng xử quá giờ, bị cắt vẫn không chịu ngừng. Phi Thanh Vân tiếp tục vấp phải phản ứng trái chiều với phần trả lời ứng xử của cô tại cuộc thi Hoa hậu Doanh nhân Thế giới Người Việt 2017. Sau thời gian chuẩn bị vào đầu tháng 12, cụ người mẫu Phi Thanh Vân lên đường sang Mỹ tham dự cuộc thi Hoa hậu Doanh nhân Thế giới Người Việt 2017. Đây là cuộc thi dành cho các quý bà người Việt thành đạt trên toàn cầu. Trải qua 3 vòng thi trang phục áo dài, áo tắm và dạ hội,
Phi Thanh Vân gây bất ngờ khi công bố đăng quang cuộc thi Hoa hậu Doanh nhân Thế giới Người Việt được tổ chức tại tiểu bang Florida với sự tham gia của 20 thí sinh. Bên cạnh những ồn ào về quy mô cuộc thi, nữ hoàng giao kéo cũng khiến nhiều người thắc mắc về việc cô đã được cục nghệ thuật biểu diễn cấp phép hay chưa. Ngoài ra, Phi Thanh Vân vấp phải phản ứng trái chiều của khán giả với phần trả lời ứng xử của cô tại Hoa hậu Doanh nhân Thế giới Người Việt 2017. Cụ thể, một clip đang được lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội ghi lại toàn bộ phần thi ứng xử của tân Hoa hậu Phi Thanh Vân. Chuyện sẽ chẳng có gì đáng nói nếu cụ người mẫu không trả lời dài dòng lan man, hay thậm chí kể lại cuộc đời dù câu hỏi không liên quan. Hay thậm chí, dù chưa đăng quang, nhưng bà mẹ một con cũng đã cúi đầu cảm ơn khán giả, ban tổ chức và các thí sinh. Đặc biệt nhất là dù có sự can thiệp của MC, cô vẫn hồn nhiên nói tiếp. Theo đó, khi nhận được câu hỏi, em sẽ làm gì để em đẹp hơn nếu có sự lựa chọn? Không trả lời câu hỏi ngay mà Phi Thanh Vân gọi giám khảo đặt ra câu hỏi cho cô là anh đẹp trai. Sau đó, Phi Thanh Vân gửi lời chào tất cả mọi người, cũng như gửi lời cảm ơn trước khi trả lời câu hỏi chính thức. Nhưng chỉ màn chào hỏi của cô đã kéo dài tới 2 phút. Phần thi ứng xử của Phi Thanh Vân kéo dài hơn 5 phút. Phi Thanh Vân tiếp tục tâm sự. Từ nhỏ em ước mơ trở thành công chúa, nhưng lớn lên em cảm thấy mình không hoàn hảo và em đã nhờ tới thẩm mỹ để mình xinh đẹp hơn. Vì có sự lựa chọn khi quyết định tham gia cuộc thi này, em đã mạnh dạn làm đại phẫu thuật để có 3 vòng chuẩn châu Á và thân hình đồng hồ cát. Cuối cùng, cụ người mẫu vẫn đã thuyết phục được ban giám khảo và giành ngôi vị Hoa hậu Doanh nhân Thế giới Người Việt 2017.